đã đến với kênh Máy Móc Việt Nam Thủ Đức. Hôm nay sẽ thanh lý cho anh em một dòng sản phẩm mic, mà dòng sản phẩm này rất là phù hợp cho những anh thợ. Hãy ở lại video với em nha. Sản phẩm mic không dùng khí và dùng que cho anh em luôn, đặc biệt có thể sử dụng dùng khí luôn cho anh em. Thì dòng sản phẩm này nó sẽ có cho anh em sử dụng là cuộn dây 1kg và cuộn dây 5kg luôn. Và dòng này sẽ sử dụng cho anh em là hai cái rang là 0.8 và 1 ly. Mình sẽ gài cái dây này vào trong đây, mình sẽ sử dụng cho em ha. Đây sẽ là một con mic đa năng cho mình luôn. Khi mà mình sử dụng thì mình muốn điều chỉnh thì nó sẽ có, đây là không khí, đây là có khí, khí trộn, khí sệt và que. Thì hiện tại cái dòng này tuy là năm chức năng nhưng mà ở Việt Nam thì hiện tại nó chỉ có phổ biến ba cái thôi, không dùng khí, dùng khí và dùng que cho anh em ha. Con này thì hiện tại đang có cho anh em là hai cái nút điều chỉnh, một nút là chỉnh dòng, một nút là chỉnh dây cho anh em. Đây là cái chỗ để dùng bỏ súng và hai cái này là hai cái dắt để mình sử dụng que nha. Rồi khi mà anh em sử dụng cái chức năng nào thì mình chỉ cần đổi được, đổi cái chế độ cho đây thôi, rất là đơn giản cho anh em luôn. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách lắp quân hàn 1kg và con máy 200 Pro này nha anh em. Đó, và test hiệu suất làm việc của em nói cho anh em mình xem luôn nha. Đây anh em, trước khi anh em mình mà muốn lắp quân hàn thì anh em mình phải tháo cái này ra anh em ơi. Đó, thì tháo này ra anh em mình bỏ quân hàn vào nha. Đây anh em. Đây anh em. Đó, mình kéo ra cái cần xuống này anh em, mình xỏ qua đây anh em. Không đổ trời. Đây anh em mà thấy cái này không anh em? Đây nó sẽ xỏ qua đây nha. Đó. Anh em làm sao cho nó lọt vô cái lỗ này là được anh em ạ. Đó, anh em ơi. Anh em mình đẩy qua thôi. Rất chi là đơn giản anh em ạ. Đây này. Cho anh em mình gạt này xuống này. Đó. Ok chưa? Ok nha anh em, như vậy là ok nha. Anh em mình bật máy lên nào, anh em mình khởi động anh em ơi. Đây. Anh em mình muốn hàn ký thì nó có thể bấm nút chữ hàn ký anh em. Đây anh em, bấm hàn ký này. Anh em mình muốn hàn que thì bấm qua hàn que. Còn anh em mà muốn hàn không khí thì anh em mình bấm chữ GS anh em nhá. Đó, xong anh em mình giữ đây này. Chỉ còn vài con thôi anh em nha, ta chốt đơn với dòng sản phẩm mic này nha. Giá gốc là 3.2 triệu, đang giảm cho anh em còn 2.596.000 ngàn. Giá quá tốt cho anh em luôn. Ngoài ra kèm thêm cho anh em là cái cuộn dây 1kg nữa nha, đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Thì phụ kiện em sẽ cho anh em xem ngay sau đây. Không thể thiếu cho dòng mic đó là dòng súng mic nha. Súng mic này sẽ dài cho anh em là 3m, mặt nạ hàng, kính hàng, kèm theo cho anh em là dây kìm hàng và kẹp mát luôn, đầy đủ để anh em có thể sử dụng được ba chức năng: mic không dùng khí, dùng khí và cả dùng que cho anh em luôn. Đây là búa chổi gõ sỉ cho anh em luôn nha. Rồi, và tiếp theo sẽ là gì đây? Cuộn dây hàn 1kg cho anh em luôn nha. Tương đương với cuộn dây hàn này khi anh em mua lẻ sẽ là 150 ha. Giá quá tốt luôn nha anh em ơi. Hai bếp. Đó, đầy đủ hết luôn cho anh em luôn, chỉ cần là mua một lần thôi là mình sẽ xài được nguyên một năm. Cuối video rồi, cho em xin vài like và một subscribe để ủng hộ em ra những video tiếp theo nha. Nhớ sản phẩm này hiện tại đang ở 753 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Giá hiện tại 3.2 triệu, đang giảm cho anh em còn 2.596.000 nha. Ngoài ra thì bên em có rất là nhiều dòng sản phẩm máy hàn cũng như là tất cả các dòng sản phẩm mà bên em đang bán tại Thủ Đức nha. Anh em cho em xin một nút subscribe và một like nha.